Chào mừng các em đã đến với tiết học ngày hôm nay. Hôm nay cô và trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một bài tập đọc khác nằm trong một chủ điểm mới, đó là chủ điểm nghệ thuật. Và bài đầu tiên của chủ điểm nghệ thuật là bài Nhà ảo thuật. Trước tiên các em hãy lắng nghe cô và quan sát xem bài nhà ảo thuật của chúng ta hôm nay gồm có bao nhiêu đoạn nhé. Nhà ảo thuật. Ở nhiều nơi trong thành phố, người ta dán quảng cáo về buổi biểu diễn của một nhà ảo thuật Trung Quốc nổi tiếng. Chiều nay, trường của Sophie và Mark tổ chức cho học sinh đi xem, nhưng hai chị em không dám xin tiền mua vé vì bố đang nằm viện. Các em biết mẹ rất cần tiền. Tình cờ, trong lúc ra ga mua sữa, hai chị em gặp chú Lý, nhà ảo thuật. Các em giúp chú mang những đồ đạc lỉnh kỉnh đến rạp xiếc. Biết hai chị em thích xem ảo thuật, chú Lý bảo các em chờ một lát, nhưng chị em Sophie đã về ngay vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác. Thế rồi, chẳng biết hỏi thăm ai, buổi tối hôm ấy, chú Lý tìm tới nhà. Lúc đó, mẹ đang chuẩn bị bữa tối. Bước vào nhà, chú nói, tôi đến để cảm ơn các con chị, các cháu rất ngoan. Mẹ mời chú Lý uống trà, chú nhận lời. Nhưng từ lúc chú ngồi vào bàn, cả nhà cứ chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sophie lấy một cái bánh, đến lúc đặt vào đĩa lại thành hai cái. Khi mẹ mở nắp lọ đường, có hàng mét dải băng đỏ, xanh, vàng bắn ra. Còn Mark đang ngồi bỗng cảm thấy có một khối nóng mềm trên chân. Hóa ra đó là một chú thỏ trắng mắt hồng. Hai chị em thán phục nhìn chú Lý, đúng là một nhà ảo thuật đại tài. Theo lai tên, Lương Hùng Dịch. Rồi thì các con đã vừa nghe cô đọc. Và bài này chúng ta quan sát thấy, bài này gồm có 4 đoạn tất cả. Thì trong bài có các từ khó cần luyện đọc sau đây. Các con hãy cùng luyện đọc với cô nhé. Nổi tiếng. Nổi tiếng. Sophie. Sophie. Lĩnh kỉnh, lĩnh kỉnh. Mở nắp lọ đường, mở nắp lọ đường. Chúng ta cùng đọc lại nào. Nổi tiếng, Sophie. Lĩnh kỉnh, mở nắp lọ đường. Chị đọc các từ khó. Vậy trong bài cũng có những từ khó hiểu. Thì bây giờ cô và trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu những từ đó nhé. Từ đầu tiên đó là từ ảo thuật. Ảo thuật là nghệ thuật dùng sự khéo léo tạo ra nhiều biến hóa khiến người xem tưởng có phép lạ. Trên màn hình đó là nhà ảo thuật đại tài của thế giới, đó là ông David Copperfield. Từ tiếp theo đó là từ tình cờ. Tình cờ là gì nào? Tình cờ là bất ngờ, không biết trước, không định trước. Chứng kiến. Chứng kiến là chính mình trông thấy. Thán phục. Thán phục là đánh giá cao tài năng của người khác. Đại tài là rất tài. Để hiểu rõ hơn những từ vừa rồi thì cô có những cái câu với những từ tình cờ, chứng kiến, thán phục. Các em hãy cùng quan sát nhé. Câu đầu tiên, hôm qua em tình cờ gặp lại cô giáo dạy em hồi mẫu giáo. Chúng em đã được chứng kiến cảnh nghệ thuật. Tất cả chúng em đều thán phục bạn Ly. Các em đã hiểu rõ những từ vừa rồi chưa nào? Vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu phần giải nghĩa từ. Bây giờ các con hãy quan sát trong bài đọc cho cô và tìm ra những câu dài khó đọc để chúng ta cùng nhau luyện đọc. À, cô cũng có một số câu dài khó đọc chúng ta cần luyện. Các con hãy quan sát lên màn hình giúp cô. Những từ cô in đậm là những từ các con cần phải nhấn giọng để tạo cảm giác gợi tả, gợi cảm. Rồi các con hãy quan sát và lắng nghe cô đọc. Nhưng hai chị em không dám xin tiền mua vé vì bố đang nằm viện. Các em biết mẹ rất cần tiền. Đoạn tiếp theo. Nhưng từ lúc chú ngồi vào bàn, cả nhà chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sophie lấy ra một cái bánh, đến lúc đặt vào đĩa lại thành hai cái. Khi mẹ mở nắp lọ đường, có hàng mét dải băng đỏ, xanh, vàng bắn ra. Còn Mark đang ngồi bỗng cảm thấy có một khối nóng mềm trên chân. Hóa ra, đó là một chú thỏ trắng mắt hồng. Các con đã nắm được cách đọc câu khó chưa nào? Rồi, ở các đoạn chúng ta gồm có 4 đoạn trong bài thì
có một cái giọng đọc khác nhau. Các con hãy chú ý đoạn 1, 2, 3 đọc với giọng kể nhẹ nhàng, thân mật, hồ hởi. Đoạn 4 thì chúng ta phải đọc với giọng nhanh hơn, giọng ngạc nhiên, bất ngờ trước tài nghệ của nhà ảo thuật nhấn giọng ở các từ gợi tả, gợi cảm. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau luyện đọc bài tập đồng. Thì bây giờ các con về nhà, ở nhà các con hãy luyện đọc nhiều hơn nữa và cùng tìm hiểu cho cô bộ câu hỏi bên dưới bài tập đồng và phản hồi cho cô biết nhé. Xin chào các con.